review sách càng độc lập càng cao quý cô gái à hy vọng dù cuộc đời này có bao nhiêu mệt mỏi hay đau khổ em cũng có thể dũng cảm đối diện với nó đừng đặt cuộc sống vào tay của người khác cũng đừng lấy bất cứ lý do thất tình để tự hủy hoại bản thân bởi vì em là một phiên bản độc nhất em sẽ tỏa sáng nếu em độc lập càng độc lập càng cao quý là cuốn sách giúp cho các cô gái nắm được bản đồ cuộc sống của mình để từ đó trở thành mẫu con gái mà mình yêu thích đôi nét về tác giả vãn tình Nhà biên kịch tác giả nổi tiếng với những cuốn sách bán chạy hàng triệu bản bạn đắt giá bao nhiêu khi chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. Tài khoản cộng đồng trên WeChat của cô với tên dốc hết sức mà sống được hàng triệu người hâm mộ theo dõi, số người đọc bài viết lên tới hơn trăm nghìn người. Đêm đêm bầu bạn cùng các cô gái cổ vũ để họ cải thiện cuộc sống và tâm hồn của bản thân, đồng thời giúp họ mạnh mẽ trưởng thành, cảm nhận sách càng độc lập càng cao quý. Thành công với những cuốn sách bạn đắt giá bao nhiêu khí chất, bao nhiêu hạnh phúc, bấy nhiêu vãn tình nhanh chóng trở thành tác giả nổi tiếng viết sách cổ vũ các cô gái sống cuộc đời đầy tự do và kiêu hãnh. Cuốn sách càng độc lập càng cao quý bao gồm 42 chương tương ứng với 42 câu chuyện xoay quanh vấn đề về hôn nhân, tình yêu dành cho các cô gái. Không ai có thể thay bạn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thế nên con đường bạn đã chọn dù hạnh phúc hay đau buồn do chính bạn trải nghiệm. Độc lập, tự dựa vào bản thân mình vẫn là cách tốt nhất để vượt qua mọi thứ bạn sẽ không cảm thấy trông trên nếu có ai đó bỏ rơi bạn bạn cũng không cần phải dựa dẫm vào người khác mới có thể vượt qua độc lập có thể biến một người con gái trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết trên đời này làm gì có người chồng hoàn mỹ thực tế trên đời này không có ai là hoàn hảo vậy nên chúng ta cần phải biết bao dung cho nhau một người chồng hoàn hảo chỉ xuất hiện trong chuyện ngôn tình phim truyền hình mà bạn hay xem mà thôi nếu muốn yêu một người trưởng thành bạn không thể bắt anh ấy ở bên cạnh bạn suốt ngày vì anh ấy còn phải bận rộn đi kiếm tiền anh ấy giỏi giang đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ phải nỗ lực làm việc rất nhiều thế nên thời gian dành cho bạn vô cùng ít ỏi. Nếu bạn thật sự muốn ở bên cạnh một người nhàn rỗi như kẻ thất nghiệp thì phải chấp nhận sự thật rằng anh ta không có một chút trí tiến thủ gì trong công việc. Hãy thử tưởng tượng xem đến một độ tuổi nhất định rồi bạn không thể yêu đương một cách tùy tiện nữa. Con gái cần phải biết nỗ lực vì chỉ có nỗ lực mới giúp bạn gặp được người đàn ông tuyệt vời. Trong tình yêu đừng yêu cầu khắt khe với nửa kia của mình. Con người ai cũng có khuyết điểm và bạn cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thế nên hãy bao dung và chia sẻ nhiều hơn với nhau thay vì mang những điều xấu của nhau ra để chỉ trích. Hãy trở thành nữ vương của đời mình và sống một cuộc đời cao quý. Khi cuộc đời mang đến cho bạn thử thách, hãy xem đó là cơ hội giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Độc lập trong cuộc sống giúp chúng ta tự quyền quyết định cuộc đời của mình mà không cần phải bận tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Vậy nên cô gái ơi, ngày hôm nay bạn nhất định phải làm việc chăm chỉ Chăm sóc bản thân thật tốt như vậy mới có thể trở thành nữ vương của cuộc đời mình. Con gái phải biết nỗ lực, nỗ lực không phải để cho người khác trông thấy mà nỗ lực để được sống một cuộc đời cao quý của chính bạn. Cuốn sách càng độc lập càng cao quý cổ vũ các cô gái hãy cứ sống theo cách mà bạn mong muốn, hãy cứ nỗ lực thật nhiều rồi bạn sẽ được cuộc sống này bồi thường xứng đáng. Trở thành nữ vương của cuộc đời mình để bạn được tự do sống theo cách mà mình mong muốn, không cần gồng mình, không cần phải làm hài lòng người khác. Sống một đời rực rỡ và đầy kiêu hãnh. Các cô gái ơi, cuộc đời này ngắn lắm vậy nên hãy tranh thủ thời gian mỗi ngày nỗ lực từng chút một. Đừng để tương lai khi nhìn lại cảm thấy hối hận vì thanh xuân của bạn quá nhạt nhẽo, cuộc sống sau này có nhàn hạ hay không đều phụ thuộc vào sự cố gắng hôm nay của bạn. Trích dẫn hay trong sách Tôi chắc chắn rằng những con người đã từng trải qua cay đắng, thất bại vẫn không chịu cúi đầu nhận thua ấy. Trong tim họ luôn rực cháy một niềm tin sắc đá. Số mệnh của tôi nằm trong tay tôi không nằm trong tay ông trời. Thứ bạn cố chấp níu giữ ngày hôm nay sẽ giết chết trái tim bạn vào một ngày không xa. Vì chẳng có điều gì có thể khiến bạn đau khổ hơn nỗi tuyệt vọng từ chính điều bạn đang hy vọng mỗi ngày. Ý nghĩa lớn nhất khi một người phụ nữ độc lập về cuộc sống, sự nghiệp và cả kinh tế chính là cô ấy có thể lựa chọn cách sống mình muốn, cũng có thể cự tuyệt những thứ bản thân mình không cần. Độc lập về cuộc sống, tư tưởng và kinh tế giúp ta vĩnh viễn không mất đi quyền lựa chọn trong tay mình. Không ai có thể thay thế chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Thế nên dù đang hạnh phúc đi nữa, trên đường đời cũng không tránh khỏi những tháng ngày phải độc bước tiến lên. Lời kết Một con gái muốn nắm giữ cuộc sống của mình phải là một cô gái bản lĩnh, độc lập và ý nghĩa lớn nhất của sự cố gắng đó là chúng ta được sống cuộc đời mà mình mong muốn. Càng độc lập càng cao quý cuốn sách cổ vũ các cô gái sống cuộc đời mình mơ ước thông qua sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài review của mình. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cuốn sách phù hợp với bản thân chúc các bạn đọc sách vui vẻ thân